Xin giới thiệu các bạn, giáo xứ Vinh Sơn mình hôm nay đổ các tháp chuông và sàn hát. Rất là đông đủ các khuôn mặt của giáo xứ về thi công buổi hôm nay là buổi đổ bê tông rất là đông đủ.
chưa xong không? Giờ ăn cơm xong không?